Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em giải bài 5 sách giáo khoa vật lý lớp 10 trang 34 đề bài như sau. Chu kỳ của chuyển động tròn đều là gì? Hãy viết công thức liên hệ giữa chu kỳ và tốc độ góc. Để trả lời câu hỏi này, các em mở lại sách giáo khoa trang 31. Chúng ta có nội dung như sau. Chu kỳ của chuyển động tròn đều là thời gian để vật đi được một vòng. Và ta có công thức liên hệ giữa tốc độ góc omega và chu kỳ t chính là t bằng 2pi chia omega. Vậy ta trả lời bài này như sau. Ý thứ nhất là định nghĩa về chu kỳ. Dấu cộng thứ nhất, chu kỳ của chuyển động tròn đều. Chu kỳ của chuyển động tròn đều là thời gian mà vật đi được một vòng. Và cái thứ hai là công thức liên hệ giữa tốc độ góc và chu kỳ. Tốc độ góc omega và chu kỳ t lớn là ta có công thức t bằng 2pi chia cho omega. Như vậy đến đây chúng ta đã trả lời xong bài 5.